Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của laser của DK. Và chuyên gia của chúng tôi thì vừa xử lý xong một ca laser môi cho một chiếc khách hàng. Ngoài ra thì chuyên gia của chúng tôi cũng đã xử lý một chỗ đỏ lông mày. Đó, mọi người có nhìn rõ before không ạ? Đó. Với cái tình trạng lông mày cũ của chị này bị trổ đỏ này, ngoài ra thì mực này cũng khá là nhạt rồi, nhưng tuy nhiên là trổ đỏ thôi. Còn với môi ạ, cái tình trạng môi trước khi của laser của chị thì em xin mời chuyên gia có thể phân tích giúp em cái tình trạng môi trước của chị trước khi mình xử lý laser không ạ? Cái tình trạng môi của bạn ấy là bạn ấy cũng mới làm được khoảng hơn một năm, nhưng mà cái gốc mực nó không tốt nên nó đã thâm xỉn trở lại, và cái phần viền thì nó hơi bị bết mực ở phần viền. Vâng ạ. Nếu như mà với cái gốc mực nó không đảm bảo như này ấy, mà mình để lâu thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Đầu tiên thì nó sẽ mất thẩm mỹ, nó sẽ không còn đẹp nữa. Thứ hai là nói chung là trong thành phần mực mà có chì thì tất nhiên là nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Nó sẽ không tốt cho da đúng không ạ? Và bây giờ thì chị ơi, không biết là trong cái quá trình laser môi và xử lý chỗ đỏ, lông mày chỗ đỏ thì chị thấy thế nào? Chị có bị đau rát hay có chuyện gì không ạ? Không, mình không bị. Vậy bây giờ em xin mời chuyên gia có thể thực hiện nốt phần bây giờ chúng ta cần hút mực ở trên bề mặt của lông mày nữa đúng không ạ? Vâng, em xin mời chị ạ. Rất nhiều các trẻ em cảm thấy rất là bất ngờ sau khi mà trải nghiệm xong dịch vụ laser tại DK. Vì thông thường các chị em rất là lo lắng, là sợ là laser rất là đau, và thậm chí là cái vùng da của chúng ta cũng sẽ bị bong chóc chảy máu, và thậm chí là mình sợ cháy cả lông mày nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì mọi người có thể thấy thì quá trình laser tại DK diễn ra rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chưa đầy một phút chúng ta đã hoàn thiện xong quá trình laser rồi. Và đặc biệt thì tia laser đi đến đâu chỉ cái động hút mực sạch liền đó thôi. Ngoài ra thì không hề gây ra cái tác hại bong chóc chảy máu. Và với cái công nghệ CVC có mặt ở tại DK thì đã rút ngắn 4 lần thời gian so với công nghệ cũ rồi nhé mọi người nhé. Chị ơi, vậy laser mày thì chị có đau không? Không, mình không bị đau. Vâng, mình hơi ở trong chiếc một chút xíu thôi đúng không chị? Vâng ạ. Và hiện tại thì sau khi laser xong chúng ta sẽ không cần phải ăn kiêng hay là không cần phải kiêng thêm gì. Sau 15 phút là chúng ta đã có thể make up kẻ mẹ bình thường rồi mọi người nhé. Và đặc biệt những chị em nào mà có những cặp lông mày hỏng lỗi này, hoặc môi chúng ta từng phôi mà bị thâm xỉn trở lại, các chị em hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK. Và hiện tại thì DK đang áp dụng chương trình giảm 40% cho dịch vụ laser nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.